Thưa quý thính giả của Thời báo Medium, đây là một thời sự hàng ngày cho ngày thứ Năm 16 tháng 7 năm 2020. Thưa quý thính giả, trong một thời sự hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến một vấn đề, đó là cộng đồng người Việt ở Mỹ đang bị phân chia vì chuyện ủng hộ hay chống đối phong trào Black Lives Matter. Chuyện có nên ủng hộ hay không đã gây những chia rẽ trong cộng đồng ở người Việt ở nhiều nơi trên toàn thế giới, nhất là ở Hoa Kỳ. Tại nhiều nơi có những cuộc tranh luận của những người ủng hộ và không ủng hộ phong trào những người da đen đòi quyền sống, chống lại chủ trương da trắng tối thượng của một số những người da trắng cực đoan. Những cuộc tranh luận này có thể là những cuộc tranh luận ôn hòa, nhưng cũng có cuộc tranh luận kèm theo những cái bạo lực, những đe dọa, như trường hợp đã diễn ra ở thành phố Houston. Ông Lê Hoàng Nguyên, một thương gia người Việt, hành nghề bán bảo hiểm ở thành phố Houston, cho dựng một bảng quảng cáo lớn ủng hộ phong trào những người da đen đòi quyền sống ở bãi đậu xe ở phía tây nam thành phố Houston trong một khu thương xá. Ông Lê đã dựng bảng với hai thứ tiếng Anh và tiếng Việt để những chữ ủng hộ phong trào BLM, Black Lives Matter, và chống lại những kỳ thị chủng tộc. Ngay sau khi ông Lê dựng bảng, thì trên Facebook có những nhắn tin của một số người đòi treo cổ ông Lê và tẩy chay dịch vụ bán bảo hiểm của ông này. Và trong hôm thứ Bảy, ngày 11 tháng 7, có khoảng 30 người Mỹ gốc Việt đã đến khu dựng bảng biểu dương lực lượng ủng hộ việc làm của ông Lê. Trong số 30 người này có hai dân biểu gốc Á Châu ở tại tiểu bang Houston là ông Jin Wu và ông người Việt là Huber Võ. Thưa quý thính giả, chuyện ủng hộ hay không ủng hộ là một vấn đề cũng rất là được mọi người discuss được từ nhiều tháng qua. Thì những người ủng hộ Tổng thống Trump là những người không thích cái tổ chức Black Lives Matter và đã gây những cuộc chia rẽ, tại vì chúng ta cũng biết ngay trong cộng đồng người Việt đã có những người ủng hộ ông Tổng thống Trump và cũng như người phản đối, và những cuộc tranh luận, những cuộc đàm phán cũng như là những cuộc nói chuyện giữa các nhóm vẫn tiếp tục diễn ra, và người ta không có tìm mọi cách để ủng hộ phe này hay phe kia. Chúng ta thấy đây là một vấn đề gây chia rẽ trong cộng đồng. Vì chúng ta biết là sống ở xứ Bắc Mỹ này thì mọi người đều có quyền tự do biểu lộ ý chí của mình, tự do tư tưởng và tự do phát biểu. Ngoài ra thì nói trở lại vấn đề COVID-19 thì ở một đại trường đại học Houston vừa khám phá ra chế tạo ra một bộ lọc không khí có thể giết chết COVID-19. Theo những tin tức vừa loan báo thì các nhà khảo cứu của trường đại học Houston đã có sáng chế một bộ lọc không khí mới có thể giết con COVID-19 khi chúng lọc qua bộ lọc này, và có thể giết chết 99.9% những con virus. Theo bác sĩ Jingfeng Ren, giám đốc trung tâm khảo cứu của trường đại học này, thì bộ lọc không khí này có thể dùng cho các phi trường trên hệ thống lọc không khí phi cơ, các văn phòng bảo hiểm, các cao ốc, các trường học, các nhà thờ, các tàu du lịch đại dương. Những con coronavirus không thể sống khi nhiệt độ lên tới 70 độ C. Vì thế các nhà khảo cứu đã dùng một miếng xốp làm bằng kim loại kiềm và truyền điện vào đó, và nhiệt độ trong các bộ lọc không khí này có thể lên tới 250 độ C. Thì khi luồng không khí được thổi qua những cái filter này thì những con virus mà có trong đó nó sẽ chết ngay lập tức. Vì thế đây là một cái rất là hữu hiệu, theo quý khán giả, trong trường hợp mà trong tương lai khi mà nền kinh tế trở lại bình thường, người ta có thể đi phi cơ, ngồi sát nhau cũng không sợ nữa, tại vì không khí được lọc đã giết chết hết những con virus khi người ta lên phi cơ, là được check, là được đeo khẩu trang. Thành ra có ngồi gần nhau đi nữa thì cũng không có đến nỗi nguy hiểm, tại vì những con virus trong không khí đã bị giết chết. Đó là một tin vui. Ngoài ra cũng như tin tức cho biết là có các cuộc khảo cứu, các cuộc thử nghiệm thuốc chủng ngừa ở Hoa Kỳ và ở bên Anh đã có những hiệu quả. Đó là những tin vui. Một cách nữa, thưa quý thính giả, làm sao mà chống đỡ COVID-19 hữu hiệu nhất cho mình, thì báo USA Today phổ biến thì số người chết ở thành phố Virginia, tiểu bang Virginia, là 56 trên 100.000 người nhiễm, và là tỷ số người chết vì COVID thấp nhất ở Hoa Kỳ. Cũng theo báo USA Today
Thì biết lý do mà tỷ lệ số người chết ở thấp nhất ở thành phố Arlington là vì dân chúng trong thành phố này rất là mạnh khỏe. Trong 3 năm liên tiếp, thành phố Arlington là thành phố đứng đầu về việc fit, về mạnh khỏe ở Hoa Kỳ. Theo bà Barbara Ainsworth, chủ tịch The American Fitness Index Advisory Board, thì kết quả các cuộc khảo cứu cho thấy thể dục giúp người ta gia tăng hệ thống miễn nhiễm, giúp cho dễ dàng cho việc tránh bị bệnh tật, nhất là trong thời đại dịch. Thì bà này cũng kêu gọi chính quyền nên mở cửa các công viên, các đường đi bộ trong rừng, cũng như các phương tiện khác để cư dân có chỗ tập thể dục, ngăn ngừa bệnh tật. Ngoài việc tập thể dục, những phương pháp ngăn ngừa bệnh lây nhiễm khác vẫn được tôn trọng. Và để duy trì sức khỏe, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo là người ta nên bỏ ra một tuần 150 phút hay khoảng 22 phút một ngày cho việc tập thể dục. Thưa quý thính giả của Thời báo Media, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thời sự hàng ngày kỳ này ở đây và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong mục Thời sự hàng ngày kỳ sau.